về. Chứ quy hoạch mà mờ mờ thì họ sợ, sợ nhất là quy hoạch mờ mờ đó. Thì khi mà đã có cái quy hoạch rõ nét trên toàn bộ cái đất của huyện đảo Vân Đồn này rồi, định hướng các thành phần kinh tế rất đầy đủ để phát triển kinh tế, không những chỉ dựa vào du lịch mà họ còn phát triển kinh tế cả về công nghiệp, cả về đô thị sân bay, cả về cảng biển là đã đầy đủ hết rồi. Đó thì cái thành phần định hướng của Vân Đồn về đây là nguyên cái ý nghĩa về việc quy hoạch đấy thôi là nó đã mang rất nhiều ý nghĩa rồi, và cái này chúng ta đã mang ra mà có thể tư vấn được cho khách hàng về một cái địa phương, một cái địa điểm mà có cái quy hoạch tốt như này ấy, thì thực ra cũng không cũng hiếm đấy. Ở trên của mình bây giờ hiếm đấy, hiếm có địa phương nào nó rõ nét như cái này. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh thực tế để các bạn thấy được cái sự chi tiết triển khai cái quy hoạch này nó như thế nào, thì chúng ta sẽ đi dần dần. Rồi năm 2020 thì có một cái mốc nữa, đó là mốc mà thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn. Thế thì cái ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn này ấy, thì cũng phải nói với các bạn là cái khu kinh tế Vân Đồn ấy nó là một cái khu kinh tế đặc biệt nhất của toàn quốc. Ở trên Việt Nam mình có rất nhiều khu kinh tế, nhưng mà khu kinh tế Vân Đồn này nó cũng đặc biệt ở cái là nó là một khu kinh tế duy nhất nằm trong hành lang phát triển kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, giữa ASEAN với Trung Quốc và hành lang trục kinh tế Singapore Nam Ninh. Thế thì đây là một cái lợi thế về vị trí, và chỉ duy nhất Vân Đồn là một cái khu kinh tế này nó có được, và tất cả các khu kinh tế khác của trên toàn quốc chúng ta không có cái lợi thế này về mặt địa lý. Vân Đồn nó là một cái điểm vô cùng thuận lợi, không cớ gì tự nhiên là đầu tư một cái sân bay quốc tế ở một cái huyện đảo như thế này các bạn ạ. Thì đó là một cái lý do, nó xuất phát từ những cái đặc điểm, những đặc hữu, những cái thuận lợi về mặt địa lý, về tự nhiên của Vân Đồn. Đấy thì cái ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn này được lập ra, thì chức năng của ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn ấy, thì thời gian đầu nó sẽ tập trung vào để hỗ trợ cho cái việc hỗ trợ các dự án đầu tư, hỗ trợ cho triển khai các dự án. Thế thì bởi vì bây giờ họ có quy hoạch rất là tổng thể rồi, họ đang làm một cái bước để thu hút các nhà đầu tư về với Vân Đồn. Vì vậy cái bộ máy này đặt riêng ra để phục vụ cho cái việc hỗ trợ đó. Về định hướng thì đây sẽ là một cái cơ quan hành chính quản lý cho khu kinh tế đặc biệt, hay chúng ta gọi là đây là cái ban quản lý của đặc khu về sau. Thì cái thành phần của nguyên cái ban đặc khu này thì thành phần đang là đứng trưởng ban thì là phó chủ tịch của tỉnh Quảng Ninh đang là trưởng ban đó, thì là nó tầm quan trọng của cái ban quản lý này nó rất là lớn. Ban quản lý này nó có quyền quyết có những cái dự án lớn hàng tỷ đô. Về sau chức năng thì nó được định hướng là có những cái chức năng quyền quyết, những cái nhiệm vụ của cái ban quản lý kinh tế này nó còn cao hơn cả cấp tỉnh, mặc dù đây là nó đang là một cơ quan trực thuộc về tỉnh đấy. Thế nhưng mà về sau họ sẽ có những chức năng nó sẽ rất khác biệt, bởi vì là được định hướng phát triển đặc biệt. Sang năm 2021 thì có những cái mốc mà để chúng ta có thể kiểm chứng xem Vân Đồn hiện thực hóa cái việc quy hoạch của mình như thế nào. Thì vào tháng 6 nhé, thì một cái thành phần kinh tế đặc biệt đó là cái khu trung tâm thương mại và chợ đêm Vân Đồn thì được phê duyệt. Thì ngay cái việc là cái thành phần kinh tế này xuất hiện tại Vân Đồn ấy, thì chúng ta cũng đã thấy là một cái thành phần kinh tế là phát triển kinh tế đêm. Thì như các bạn đã biết là phát triển kinh tế đêm thì ở đâu có phải là ở đâu cũng được phát triển đâu, mà phát triển kinh tế đêm nó cũng là một cái thành phần là để phục vụ cho những cái nơi mà du lịch, những cái nơi đặc biệt, những cái đặc khu thì nó hay có cái thành phần kinh tế này. Thành phần kinh tế này nó đem lại nguồn lợi rất lớn cho địa phương, nó có thể gấp vài lần so với kinh tế ngày đấy, nếu mà đóng góp với GDP, nếu mà để phát triển cái thành phần kinh tế đêm. Thì đây là một cái dấu ấn ở năm trong hai trong trong năm 2021. Thì đến tháng 7 năm 2021 ấy, thì cụ thể hóa cái việc quy hoạch tổng thể thì Vân Đồn phê duyệt 12 cái quy hoạch phân khu, nghĩa là họ chi tiết hóa từ cái quy hoạch tổng thể, thì bây giờ họ đi chi tiết hóa phê duyệt quy hoạch từng các phân khu một, và như vậy là từ đi từ tổng quan cho đến chi tiết là họ đang triển khai, họ chi tiết dần triển hiện thực hóa những cái quy hoạch tổng thể như vậy. Rồi đến tháng 11 năm 2021 thì cái khu được phê duyệt 1/2.000 cái khu dịch vụ hỗ trợ sân bay. Thì ở đây cái về cái nội dung mà phát triển khu đô thị quanh sân bay ấy, thì cái mô hình đô thị sân bay thì nó là một cái mô hình phát triển đô thị tiên tiến trên thế giới. Vì vậy Vân Đồn cũng sẽ phát triển theo cái mô hình này quanh sân bay quốc tế Vân Đồn và xung quanh
sân bay này thì có khu đô thị Đông Bắc, rồi Đông Nam, rồi khu phụ trợ, rồi khu công nghiệp công nghệ cao nó sát sân bay, thì nó sẽ bao quanh sân bay này. Và cái quy hoạch, những cái quy hoạch 1/2000 hay 1/500 quanh sân bay này cũng đã được hiện thực hóa. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ một cái hình ảnh mà tôi trực tiếp trải nghiệm và mang đến bất ngờ cho tôi cái việc triển khai các quy hoạch chi tiết như thế nào. Thì trong vòng một vài slide tới thì các bạn sẽ được thấy cái hình ảnh này. Đây nó chính là cái hình ảnh mà tôi nói là tôi trải nghiệm, chính tôi chụp ảnh vào cái ngày 20 tháng chạp vừa rồi, nghĩa là giáp Tết vừa rồi. Tôi có đi thực tế tại các địa bàn mà có quy hoạch để mình xem là ở đây Vân Đồn họ làm đến đâu rồi. Thế thì khi mà tôi đi vào chỗ Đài Xuyên ấy, Đài Xuyên thì nó là cái vị trí mà nó ôm vào cái chỗ sân bay ấy, thì ở đây tôi rất là bất ngờ bởi vì họ đã cắm biển quy hoạch 1/500 rồi các bạn ạ. Hai cái dự án rất lớn. Cái dự án thứ nhất đó là cái dự án khu công nghiệp Đông Bắc sân bay với diện tích là 347 hecta. Họ cắm rồi và cắm biển 1/500 rõ ràng rồi, và mình thấy là đang làm đường vào kết nối vào trong cái khu này rồi. Cái dự án lớn thứ hai ấy, đó là cái khu đô thị Đông Bắc sân bay, nghĩa là thực ra nó rất là sát sân bay, cái khu đô thị này nó ôm một phần sân bay ấy, thì họ cũng cắm 1/500 rồi. Thì anh em mình làm trong ngành thì anh em cũng hiểu, thực ra nếu mà đã có khi nào một cái dự án nào mà có 1/500 là anh em mình đã sướng lắm rồi, bán hàng đã sướng lắm rồi. Thì ở đây họ đã cắm biển và họ đã public, đã thông báo với toàn dân và họ đã làm những cái bước là thủ tục thu hồi ở khu vực này để giải phóng mặt bằng rồi. Và khi mà vào cái khu vực này thì mình thấy là ở Vân Đồn, rất là đặc biệt là ở cái đảo Cái Bầu này, nó có một cái mặt bằng rất là rộng lớn. Mặc dù là đảo ở khu vực ngoài biển thì chúng ta có thể nhìn thấy núi thôi, nhưng mà cái khu vực sân bay nó cực kỳ bằng phẳng luôn, vô cùng giá trị để phát triển kinh tế về đô thị, về các khu sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Thì ở Vân Đồn đúng là mình càng đi thì mình càng thấy nó có nhiều cái. Và cái thông tin quy hoạch 1/500 của hai cái này ấy, thực ra trước đây thì mình chỉ thấy các phương tiện đại chúng hay là thông tin về Vân Đồn họ cũng chỉ nói lướt lướt qua thôi, nhưng mà không ngờ là khi mình vào đến Vân Đồn là mình thấy là họ triển khai thực tế là họ còn đi trước, và những thông tin này gần như họ không public ra. Thế thì từ trước đến nay mình khi mà mình nghiên cứu Vân Đồn thì mình thấy là ở Vân Đồn có cái đặc điểm là thông tin ấy, họ nhiều lúc họ ém thông tin chứ họ không bung. Họ ém thông tin bởi vì là họ đã phải trả giá trong cái việc là từ năm 2018, khi mà thông tin Lâm Đặc Khu ấy, là lúc đấy là bị sốt đất ở Vân Đồn đấy, thì lúc đấy là họ đã phải có một động thái, là chính quyền đã có một động thái là dừng, không cho tách thửa ở Vân Đồn nữa bởi vì nó sốt đất quá. Thế thì sau một cái bài học như vậy thì theo mình thấy là bây giờ những thông tin ở Vân Đồn ấy, thì họ làm là nhiều hơn nói, họ không nói nhiều đâu, họ không nói nhiều nữa. Đấy, họ cứ triển khai thôi. Và thực tế như các bạn biết, đây là về mặt quy hoạch nhé, đây là mặt định hướng nhé, còn đâu về sau lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái dự án thực tế của Vân Đồn họ đang triển khai ấy, thì mình sẽ thấy là họ làm nhiều hơn nói ở Vân Đồn ấy, nó cũng đang có tính rất là khác biệt như vậy. Cho nên chúng ta phải thực sự là phải đi trải nghiệm ấy, chúng ta phải tìm hiểu chắc mối thông tin và đi trải nghiệm thì chúng ta mới thấy được những bức tranh toàn thể của Vân Đồn ấy, chứ không thì chúng ta không hiểu đâu. Chúng ta cứ thấy có thể là toàn thông tin định hướng, toàn những cái vẽ vời, nhưng không phải. Ở đây mình đi mình thấy là nó thật hơn rất nhiều, nó triển khai hơn, và mình cập nhật thường xuyên. Tôi là một người mà bám rất sát thông tin của Vân Đồn, nhưng mà mình xuống đấy mình còn ngỡ ngàng mà cái chết rồi. Ở đây cái này họ triển khai đến nơi rồi, cái này mình đi mà mình không đi thực tế là mình bị chậm, là mình cập nhật chậm đấy, mình là mất cơ hội ở đây. Đó thì câu chuyện trong năm 2021. Thì đến sang đến năm 2022 thôi nhá, có nghĩa là từ đầu năm nay thôi các bạn nhá, thì có những cái thông tin rất là tốt ảnh hưởng trực tiếp đến Vân Đồn này, từ cái thông tin vĩ mô cho đến những cái thông tin trực tiếp tại Vân Đồn này. Thì ở đây có bốn cái mốc này chia sẻ với các bạn nhé. Ngày 15 tháng 2 thì chúng ta đã biết là Việt Nam chính thức mở lại đường bay quốc tế, thì Vân Đồn thì có sân bay quốc tế rồi, thì đây sẽ là một cái yếu tố tác động trực tiếp đến thị trường du lịch tại Vân Đồn, hay là nó là một cái điểm đến cho Vân Đồn, nó là một cái điểm trung chuyển. Bởi vì sân bay Vân Đồn bản chất bây giờ chúng ta phải hiểu nó là cửa ngõ bầu trời của cả tỉnh Quảng Ninh luôn, chứ nó không riêng gì chỉ cho Vân Đồn đâu. Cái việc mở cái sân bay này ra thì không phải chỉ phục vụ riêng cho Vân Đồn, mà nó là cửa ngõ bầu trời của cả tỉnh Quảng Ninh, và cả cái việc các nước ASEAN, cái cầu nối hàng không của các nước ASEAN khi mà muốn đến đại lục ấy,
thì đây là cái cửa ngõ này, nó là cửa ngõ bầu trời luôn. Thì cái thông tin này thì nó rất tuyệt vời, sau một thời gian bị gián đoạn do dịch bây giờ đã mở cửa trở lại. Rồi tiếp đến là ngày 15 tháng 3 thì Thủ tướng cũng tuyên bố rồi, 15 tháng 3 là sẽ tuyên bố là Việt Nam mở lại, mở cửa du lịch. À, thế thì Vân Đồn bản thân là một huyện đảo, có rất nhiều cái địa danh, hiện tại đang có rất nhiều địa danh, hiện tại đang có rất nhiều cái điểm du lịch tại Vân Đồn. Thế thì khi mà chính phủ đưa ra cái quyết định là cho mở cửa du lịch trở lại thì khách sẽ lập tức quay trở lại. Có một vài có những cái điểm cơ bản có thể nhắc đến ở đây, có thể là đảo Quan Lạn, đảo Minh Châu, đảo Minh Châu Quan Lạn này, đảo Ngọc Vương, hay 600 cái hòn đảo lớn nhỏ ở Vân Đồn, hay nguyên kể cả cái đảo cái ở tại cái đảo Cái Bầu, cũng có rất nhiều cái điểm du lịch dành cho khách du lịch khi mà đến Vân Đồn rồi. Thì cái địa điểm du lịch Vân Đồn nó cũng là một cái điểm du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam rồi, thì đây cũng là một thông tin rất tốt tác động đến Vân Đồn đó. Từ mở đường bay quốc tế này cho đến mở cửa du lịch này thì sẽ thu hút du khách đến với Vân Đồn. Rồi tiếp đến trong tháng 4 này thì Thủ tướng cũng đã tuyên bố rồi là sẽ phải xong cái dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái, là phải thông tuyến nhé. Mùng 1 tháng 1 năm nay ấy, năm 2022 thì đã thông tuyến kỹ thuật rồi các bạn ạ. Và cái hôm mà tôi về Vân Đồn mà tôi chụp được hai cái ảnh 1/500 ấy, thì chính cái hôm đấy là mình đi thì mình vào là thấy công trường đang nhộn nhịp và chuẩn bị rất tất bật. Thế hỏi ra đây bảo làm gì, bảo ngày mai Thủ tướng về thị sát cái chính cái dự án cao tốc Vân Đồn Móng Cái này, và họ phải làm con đường làm sao để thông để cho Thủ tướng đi được trên cái tuyến đường đấy. Đó, thì sau cái buổi đấy thì Thủ tướng cũng giao chỉ tiêu luôn là đến tháng 4 này là phải xong cái cao tốc Móng Cái Vân Đồn này. Thì cái ý nghĩa của cái cao tốc Móng Cái Vân Đồn này nó cực kỳ lớn, bởi vì khi này ấy, cao tốc xong ấy thì nó là cái điểm nối cuối cùng trong một cái cao tốc tổng thể của tỉnh Quảng Ninh. Nó sẽ hoàn thành 200 km cao tốc, mà Quảng Ninh là một tỉnh có cao tốc dài nhất Việt Nam, và cái đoạn này là cái đoạn 80 cây số sẽ ghép vào để hiện thực hóa cái lợi thế này cho Quảng Ninh. Và khi này ấy, thì việc di chuyển từ Vân Đồn về Móng Cái trong 80 cây đi bằng cao tốc thì chúng ta chỉ có di chuyển mất có 50 phút thôi, nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh, nó chỉ bằng một nửa thời gian chúng ta anh em chúng ta đi từ Hà Nội về đến Vân Đồn. Thì như các bạn biết thì Móng Cái là một cửa khẩu lớn và chúng ta tiếp cận với thị trường tỷ dân Trung Quốc. Như vậy đây nó là một con đường thông thương chạy thẳng về Vân Đồn đó. Cao tốc ở trong miền Đông, miền Nam hiện tại bây giờ có những giai đoạn còn đang chuẩn bị, còn đang làm những cái bước đầu tiên, thì cái cao tốc này ở đây đang chuẩn bị xong rồi, sắp thông rồi các bạn. Thì khi mà đường ở đâu mà thông với một thị trường lớn như thế như Trung Quốc ấy, thì cái sức bật cho cái thị trường bất động sản ở Vân Đồn nó sẽ rất là tích cực. Rồi đó là những cái thông tin về tổng quan vĩ mô. Thế còn thông tin mà trực tiếp liên quan đến Vân Đồn trong năm 2022 này ấy, thì tại Vân Đồn nhá, sẽ có 13 cái dự án đầu tư với mức đầu tư là 127.000 tỷ. Thế thì đây là một con số cực kỳ lớn, 127.000 tỷ, nó là siêu khủng, nó là siêu khủng, nó tầm khoảng 5 tỷ đô thì nó là siêu khủng. 13 dự án này, và rất may mắn chúng tôi lại tìm ra được cái danh sách cụ thể của 13 dự án này để gửi đến các bạn. Thì những thông tin này nó rất là chi tiết, các bạn tài liệu về sau chúng tôi sẽ gửi cho các bạn. Nhưng mà ở cái bản đồ các dự án năm 2022 này các bạn hết sức lưu ý, bởi vì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy quy mô phát triển thị trường bất động sản tại Vân Đồn nó được phân bổ ở khắp trên huyện đảo này, nó tổng số là 5 tỷ đô, con số 5 tỷ đô rất khủng khiếp. Mà mình thì rất có niềm tin là khi mà Vân Đồn đã đưa ra, khi mà Quảng Ninh đã đưa ra cái hướng này, họ sẽ hiện thực hóa. Bởi vì từ trước đến nay mình thấy ở Quảng Ninh ấy có một đặc điểm nữa là họ làm cái gì là toàn đúng deadline, thậm chí còn trước là deadline luôn, họ làm những công trình mà nhanh siêu tưởng luôn. Ví dụ cái cao tốc Móng Cái Vân Đồn, họ giải phóng mặt bằng chỉ trong có 15 ngày thôi. Đó. Họ thi công hơn một năm nay mà gần xong rồi các bạn, 80 cây số. Nghĩa là họ làm ngày đêm mà không có nghỉ tết. Hay là
những cái công trình kể cả cầu Cửa Lục, chúng ta đã biết đấy, ở những cái dự án mà cầu ở Quảng Ninh ấy, thì họ làm siêu nhanh, cực kỳ nhanh, tập trung vô cùng. Thế thì ở cái bản đồ này thì các bạn sẽ thấy là những cái dự án mà sẽ giải ngân, sẽ triển khai tại Vân Đồn trong năm 2022 thì từng quý một nó sẽ có những dự án lần lượt được mở ra. Tổng số 13 dự án, nhưng mà do là ở các quý có thể là dự án một dự án nhưng họ sẽ trong hai quý họ sẽ giải ngân, thì ở đây tôi điểm lại nó có 11, ở trên này có 11 dự án này. Chúng ta có thể ở trên cái map này chúng ta có thể phân ra là ba khu vực mà các dự án đổ bộ vào, trước là khu vực đảo, ở ngoài đảo thì có ở đảo Phượng Hoàng và đảo Ngọc Vừng thì cũng có hai dự án, thì đặc biệt ở bên đảo Ngọc Vừng sẽ có một nguồn vốn khoảng 1.500 tỷ đổ vào để làm dự án ở đây. Tên cái chủ đầu tư thì mình không tiện chia sẻ, tuy nhiên là mình cũng biết là sẽ triển khai cái ở đảo Ngọc Vừng. Thì đây là cái vành đai thứ nhất này này các bạn này, nó chính là cái vành đai thứ nhất để phát triển du lịch cao cấp đấy. Đó, thì đấy là về phát triển ngoài đảo nhé, ở Vân Đồn. Thế cái cụm thứ hai ấy, chúng ta quan tâm đến đó là cái cụm phát triển về ở cái khu nam sân bay, khu nam của sân bay. Thì ở khu này thì sẽ có một cái nhà máy sản xuất công nghiệp đầu tư 2.000 tỷ. Cái thứ hai đó là cái khu gọi là Đông Nam, khu đô thị Đông Nam sân bay thì đầu tư là 3.884 tỷ. Đó thì nó ở phía Nam nhé, do cái bản đồ của Vân Đồn này là nó rộng nên là mình đang quay 90 độ, cho nên cái hướng Nam thì bây giờ nó là chính là cái phía bên tay trái của bán đảo Cái Bầu. Thì phía Nam thì đây là cái khu đô thị phía Nam thì được đầu tư là 3.884 tỷ. Rồi cái cụm thứ ba mà các dự án tập trung đầu tư và được tập trung đầu tư nhiều nhất ở cái cụm này thì chúng ta sẽ tập trung đến, đó là chính là cái dọc bờ biển của đảo Cái Bầu ấy, nó chính là cái đường bao biển, dọc theo cái đường bao biển hay là đường 334 hay đường 58m ấy, thì có rất nhiều dự án sẽ triển khai ở đây. Thì lần lượt chúng ta sẽ kể đến, ví dụ như là về mặt về nguồn vốn đầu tư của nhà nước, của địa phương ấy, thì họ sẽ nâng cấp chỉnh trang cái đầu tư mở rộng cái khu Đông Xá, khu dân cư Đông Xá. Khu Đông Xá này thì nó ở khu trung tâm của trên cái trục đường 334, nó là như kiểu là một cái trung tâm thị trấn cổ ấy, của Vân Đồn ấy. Đó, đấy là khu Đông Xá, thì đây là nguồn vốn của nhà nước. Tiếp theo đó là cái trung tâm thương mại Chợ Đêm mà vừa nãy tôi còn nhắc đến, là họ được phê duyệt từ năm 2021 đấy, thì đầu tư 8.830 tỷ. Tiếp theo là của Hải Đăng hay là Han Demon đấy, 17.000 tỷ. Rồi khu đô thị Áo Tiên, thì cái khu đô thị Áo Tiên này nó sẽ bao gồm nhiều cái dự án như là cảng này, cảng quốc tế du lịch này, hay là của Everland này. Everland thì trong năm nay thì họ sẽ đầu tư có mấy tòa cao tầng ấy. Đó, thì trong năm nay chắc khoảng tháng 5, tháng 6 thì họ sẽ triển khai này. Nếu đấy thì mình còn nắm được thông tin. Đó, hay là cái dự án Sonaci Vân Đồn, Harbour City này thì trong năm nay thì cũng mục tiêu là sẽ được giải ngân đến 8.400 tỷ. Rồi tiếp theo là đến của Sun Group hay là chính là casino đấy các bạn. Thì ở Vân Đồn này nhá, thì cái sân bay này chính là sân bay là do Sun đầu tư, họ xây trong một tốc độ rất kỷ lục. Đó là trong 27 tháng xây xong một sân bay quốc tế, đây là kỷ lục thế giới về sân bay luôn đấy. Thì đó là sẽ là Sun, thì Sun sẽ năm nay giải ngân khoảng 2 tỷ đô vào đây. Và thực ra bây giờ theo thông tin tôi mới cập nhật đấy, mặc dù nó chưa công bố cái việc là khởi công đâu, thế nhưng mà trong đấy đang thi công mạnh lắm. Mà trước nay thì mình vẫn cập nhật rất nhiều thông tin về cái khu này cho các bạn, là họ đã làm đến đâu, họ đang làm cái gì. Cao tốc, cái đường cao tốc nối từ sân bay vào đến cái khu này nó chỉ còn mỗi một cái đoạn nó chưa thông thôi, nó khoảng chắc khoảng đâu đó khoảng vài trăm mét. Khi mà họ đã thông cái bách núi đấy là nó sẽ cái đường mà nối thẳng từ sân bay vào casino là đã xong rồi. Thực ra họ đang chờ sẵn sàng cái giao thông ở đây để có thể kết nối vào với casino rồi, và trong này họ đang thi công cũng rất là mạnh. Rồi ở phía đằng đông bắc của Cái Bầu thì còn cái dự án nữa đầu tư 3.000 tỷ, đó là Vega City. Đó thì đây là một cái map mà các dự án sẽ được đầu tư vào Vân Đồn trong năm 2022 này. Thì các bạn có một cái nữa để các bạn có niềm tin về cái giải ngân này nhé. Với những cái dự án mà đã đăng ký đầu tư ở Quảng Ninh ấy,
mà làm mà không liên lên đến chốn mà không theo cam kết là ông Quảng Ninh ông sẽ thúc, ông có thể ông sẽ thu hồi dự án luôn. Rất nhiều bài học rồi, rất nhiều cái tấm gương khi mà làm dự án của Quảng Ninh mà không triển khai đến nơi đến chốn là tỉnh họ sẽ thu hồi nhé, và họ nói là họ làm thật. Vì vậy đây là những cái dự án mà đây là cái nguồn vốn rất lớn mà nó mình tự tin khẳng định là nó sẽ được giải ngân trong năm 2022 vào Vân Đồn, và đây là nguồn vốn khổng lồ nó đổ vào Vân Đồn. Thế thì khi mà nguồn vốn nó lớn như vậy nó vào thì nó xây dựng lên cái bức tranh của Vân Đồn sẽ thay đổi, sẽ thay ra đổi thịt rất nhiều. Đây là một cái slide rất là đắt giá mà chúng tôi cũng phải tổng hợp rất nhiều thông tin, có cả những thông tin rất là kín mà chúng tôi đưa vào đây để tổng hợp gửi đến cho các bạn để các bạn làm tư liệu. Phần vừa rồi là mình có điểm về cái câu chuyện là đặc khu của về Vân Đồn. Thế thì cái bức tranh về lợi thế để phát triển thành đặc khu thì như mình phân tích thì chắc là các bạn cũng đã có những cái hiểu rõ hơn về cái định hướng và cái triển khai hiện thực hóa cái đặc khu này. Thế thì Vân Đồn thì có một cái nữa là họ là được định hướng phát triển nó trở thành một cái điểm đến của thế giới. Đây là một cái điểm mà chúng ta cũng phải đi vào phân tích bởi vì nó là lợi thế, nó là lợi thế riêng có của Vân Đồn. Tại sao lại có thể là tạo nên một cái điểm đến mới của thế giới? Vân Đồn nó có quá nhiều lợi thế, nó lợi thế về tự nhiên, lợi thế về ủng hộ của chính quyền. Và đây nhé, đây là nguyên văn cái định hướng phát triển kinh tế của Vân Đồn này. Để khu kinh sẽ phát triển thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí, có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp, là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại, chất lượng cao và có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Đây là định hướng phát triển kinh tế xã hội của Vân Đồn nha các bạn nhá. Cái này gần như là nó là như kiểu hiến pháp của Vân Đồn ấy, nó là kim chỉ nam để phát triển kinh tế. Thế thì ở đây chúng ta có mấy cái điểm nốt này. Thứ nhất là kinh tế phát triển này, nó phát triển khu kinh tế biển đa ngành. Bởi vì Vân Đồn nó là biển đảo, thế nên là việc phát triển này là đương nhiên là lợi thế rồi. Thứ hai là trung tâm công nghiệp giải trí có casino. Casino đang làm rồi. Casino khi mà làm xong thì người Việt được vào chơi. Casino này khi đến đây thì khách quốc tế được miễn thị thực 30 ngày. Đó thì nó là sức hút, nó là khu kinh tế đặc biệt của một khu kinh tế đặc biệt. Rồi phát triển du lịch biển đảo cao cấp thì năm cái vành đai mà tôi đã nói với các bạn thì cái vành đai ngoài cùng đó là cái vành đai phát triển du lịch biển đảo đó. Cửa ngõ giao thương quốc tế thì sở hữu cái sân bay quốc tế rồi, cửa ngõ bầu trời luôn. Mình nói luôn là sân bay Vân Đồn nó là cửa ngõ bầu trời của cả Quảng Ninh, cả các tỉnh phía Bắc, cả đối với các nước ASEAN muốn kết nối với Trung Quốc, tạo ra các sản phẩm độc đáo này và các thương hiệu có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thì cái này thì hiện thực hóa thì các bạn thấy là toàn các ông lớn đang đầu tư về Vân Đồn, tạo nên toàn những siêu dự án ở Vân Đồn. Thì đây là nó cũng là một cái đảo mà Vân Đồn là đảo biển đảo mà. Thì thường các mô hình phát triển các đặc khu, ví dụ như Hồng Kông hay là Tâm Quyến thì cũng là phát triển dựa trên cái đặc tính địa lý này, nó có tính biệt lập nhất định đối với đất liền, nó có cái tính độc lập nhất định. Thì đấy là đây là cái những cái kim chỉ nam phát triển của Vân Đồn để tạo thành một cái nơi điểm đến mới đối với thế giới. Đây là những cái lợi thế mà thực tế và trực quan của Vân Đồn, đó là Vân Đồn thì được thiên nhiên quá ưu đãi. Vân Đồn sở hữu vịnh Bãi Tử Long nằm trong vườn quốc gia Bãi Tử Long, có rất nhiều điểm check in nổi tiếng như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vương. Thì cái này chắc là cũng nhiều anh em đã được trải nghiệm ở trên những cái đảo này. Thì hiện tại nó còn mở luôn cái Vân Đồn, nó bây giờ hiện tại còn đang khá hoang sơ, những cái đảo khá hoang sơ. Thì cái điểm hoang sơ này nó lại rất là thu hút khách du lịch quốc tế vì họ muốn check, họ muốn đến những cái nơi như thế này. Chứ họ cũng bây giờ đã ở đô thị rồi thì bây giờ khi mà họ đi du lịch thì họ rất muốn khám phá những cái nơi như thế này. Và đó thì để mà là cái điểm đến của thế giới thì ông phải có cái gì để tôi đi đến chứ. Thì sân bay, ok, sân bay Vân Đồn là cái sân bay mà kết nối với toàn cầu để khách du lịch từ năm châu bốn bể về với Vân Đồn, đó là một cái lợi thế rất lớn. Chúng tôi có
có một cái bài so sánh để các bạn thấy trực quan hơn, bởi vì vừa rồi tôi chia sẻ thì các bạn thấy toàn là những cái hướng, những cái những kiểu nó hơi vẽ. Thế thì bây giờ có các cái case study nào để chứng thực cho cái việc là Vân Đồn sẽ trở thành Vân Đồn thực không, và cái sức phát triển của Vân Đồn nó sẽ hiện thực nó như thế nào? Thì chúng tôi có so sánh với Phú Quốc, cũng là một bài so sánh với Phú Quốc. Đây là một cái case study thực tế để các bạn nhìn thấy là những cái định hướng, những cái chúng ta so sánh là nó có cơ sở. Thì Vân Đồn chính là phiên bản 2.0 của Phú Quốc. Thì chúng ta cùng so sánh xem hai cái địa phương này có những cái gì tương đồng, có những cái gì lợi thế, để chúng ta làm rõ nên cái tiềm năng tại Vân Đồn. Thì về dự thảo đặc khu cho hai khu này thì là cùng được cho vào dự thảo đặc khu phát triển đặc khu Phú Quốc và Vân Đồn, đó là từ năm 2016, đúng không ạ? Thứ hai, về cái điều kiện phát triển kinh tế của hai địa điểm này thì đều có cảng tàu, cảng biển. Tuy nhiên, ở đây mình phân tích một chút sâu về Vân Đồn. Thì ở Vân Đồn ấy, hiện tại đang có cảng, bản thân là có cảng Vạn Hoa, hiện tại đang là một cái cảng mà quân sự họ đang kiểm soát, nhưng về sau sẽ là một cái cảng sẽ được thêm chức năng để kết nối với cái khu phi thuế quan. Ở Vân Đồn còn có một cái cảng, nó chính là cái cảng Cái Rồng ấy, nó là một thư cảng từ thế kỷ thứ 12, nó là cảng gọi là con đường tơ lụa ở tại Vân Đồn luôn đấy. Thì đó là một cái mà từ xa xưa rồi nhá, từ lịch sử nhá, nó đã được khẳng định rồi, nó là thư cảng từ ngày xưa rồi, nó là cửa ngõ giao thương của Việt Nam mình với quốc tế rồi, mà từ thế kỷ thứ hai đó. Thì đấy là cái điều kiện của cảng biển của Vân Đồn. Một cái khác biệt nữa của điều kiện cảng biển ở Vân Đồn ấy, để phát triển kinh tế cảng biển đấy, đó là Vân Đồn giáp danh với cái cảng gọi là Hòn Én Con Ong. Cảng Hòn Én Con Ong này là một trong những cảng có thể được phát triển thành cảng biển nước sâu. Cảng Hòn Én Con Ong này đã từng đón những con tàu to thứ nhì Việt Nam, đã từng đón, nghĩa là nó chỉ sau các con tàu vào cái cảng cái mép thì vải thôi, nó đón con tàu hơn 181.000 tấn về đây rồi. Thì đây là một cái điểm mà cực kỳ lợi thế, bởi vì cái cảng Hòn Én Con Ong này nó gắn chặt kết nối với hạ tầng của Vân Đồn, với kết nối giao thông của Vân Đồn. Như vậy bao quanh Vân Đồn này thì hết cái việc cảng hàng không cho đến cái việc cảng tàu là vô cùng lợi thế rồi. Ở về sân bay thì hai địa phương này thì đều có sân bay quốc tế, và Vân Đồn cũng đã có, Phú Quốc cũng đã có, và hai cái sân bay này nó tác động cực lớn. Ở sân bay của Phú Quốc sau khi có sân bay vào thì Phú Quốc thay đổi gọi là lên hàng nghìn phần trăm luôn. Khi mà có sân bay thì Phú Quốc thay đổi có những lúc hàng nghìn phần trăm luôn. Còn yếu tố lợi thế của Vân Đồn đó là Vân Đồn thì có cao tốc, còn Phú Quốc thì lại không có cao tốc. Đó, như tôi đã nói cái con đường cao tốc mà Vân Đồn Móng Cái, cao tốc Vân Đồn Hạ Long kết nối với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hay là Bắc Quốc thì cũng đã xong rồi, đúng không ạ? Từ Hà Nội đi Vân Đồn là 2 tiếng rưỡi, từ cao tốc từ Vân Đồn cho đến Móng Cái sẽ là 50 phút. Đó, thì cao tốc Vân Đồn nó có lợi thế vô cùng lớn, là nó khác so với Phú Quốc, có lợi thế hơn so với Phú Quốc. Còn lộ trình phát triển thì Phú Quốc thì đã lên thành phố rồi, nó là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Khi ở Vân Đồn thì có gì, cũng đã thành lập ban quản lý khu kinh tế rồi, như tôi đã nói các thành phần của ban quản lý khu kinh tế, chức năng nhiệm vụ định hướng phát triển của ban quản lý này nó cũng không kém cạnh gì với cái việc nâng cấp thành phố của Phú Quốc đâu. Có cái ban quản lý khu kinh tế này về sau rất là mạnh và chức năng. Thì quay sang tất cả những yếu tố kia nó tác động gì đến cái thị trường bất động sản, thì chúng ta cùng điểm lại lịch sử của Phú Quốc qua một vài cái giai đoạn như thế này. Thì giai đoạn năm 2012, 2013 ấy, thì khi mà có sân bay thì tăng trưởng du lịch và xuất hiện của các chủ đầu tư lớn bắt đầu đổ về Phú Quốc. Đó, khi có sân bay nha các bạn nhé, thì các chủ đầu tư lớn đầu tư Phú Quốc rất là mạnh, tăng trưởng du lịch mạnh, thì vì đã có kết nối rồi, có kế hoạch không? Thì Vân Đồn cũng có, đúng không? Rồi đến giai đoạn 2013, 2015 thì các cơ chế chính sách và lên đô thị loại 2 thì Phú Quốc thu hút một lượng rất lớn Việt kiều
đầu tư về và giao đất khi này x 3 và x 5 lần. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ năm 2015-2019, thì sau khi các chủ đầu tư đã đầu tư vào đây thì các dự án được đi vào giai đoạn này được đi vào vận hành và các thông tin đặc khu được đẩy lên, và khi này giá đất của Vân Đồn nó x 10 và x 15 lần. Đây là lịch sử phát triển bất động sản của Vân Đồn nhé. Đó, các bạn có thể kiểm chứng những thông tin này, nó là những thông tin xác thực. Thế thì đúng là cái thông tin về đặc khu nó tác động quá lớn đến thị trường bất động sản. Thì Vân Đồn thì đang hình thành tất cả những thành phần kinh tế đặc biệt của mình để trở thành khu kinh tế đặc biệt. Vậy nó cũng sẽ là một cái đặc khu, và cái khả năng x như Phú Quốc thì có khả năng xảy ra các bạn. Đó, thì các bạn có thể tự nhận định, bởi vì là đây là một case study rất cụ thể để chúng tôi đưa ra để các bạn có thể thấy được tiềm năng của Vân Đồn. Vân Đồn, chúng tôi đưa ra con số này để các bạn có thể nó dễ nhớ, thì nó sẽ tương ở thời điểm này nó tương đương với Phú Quốc của 5 năm trước, nó đang trong quá trình kiến thiết phát triển, và đây cái mốc thời điểm thì nó sẽ là khoảng năm 2017. Thì như vậy chúng ta đã có một case study rất là cụ thể, và chúng ta ở đây có thể quyết định là tập trung vào Vân Đồn hay không, đi sự đón đầu hay không, bởi vì là case study nó quá là cụ thể rồi, có một bài toán so sánh rất là dễ hiểu rồi. Và từ đây đây cũng là một cái key mà các bạn có thể phân tích cho khách hàng. Đây là những cái chủ đầu tư lớn mà đã đầu tư về Vân Đồn. Thì khi mà Vân Đồn có cái định hướng quy hoạch tốt như vậy, có cơ sở hạ tầng tốt như vậy, thì các chủ đầu tư lớn họ yên tâm họ về đầu tư thôi. Và họ đầu tư thì ở đây cũng là cũng toàn siêu dự án cả. Thì có thể nhắc đến như là CEO chính là cái dự án chủ đầu tư của dự án Vân Đồn Harbour City. Rồi Sun thì phải nói đến Sun thì nói đến sân bay và nói đến casino. Rồi của Doji, Elecinco, FLC bên đảo Ngọc Vừng, Vinglasera thì ở trên đảo Minh Châu Quan Lạn. Đây là các chủ đầu tư lớn mà chúng tôi chỉ điểm qua thôi, còn rất nhiều các chủ đầu tư khác chúng tôi chưa có nêu hết ở đây. Đây là hình ảnh thông tin những dự án từ đầu tư công đang đầu tư triển khai tại Vân Đồn. Thì cái dự án rất lớn đó là cái cao tốc Móng Cái Vân Đồn, thì hình ảnh đây là chúng tôi cập nhật hình ảnh mới nhất cho các bạn về cái cao tốc này. Thế thì có một bức ảnh mà có nhiều cái ô tô ở trên này, đó chính là cái đoàn xe của Thủ tướng hôm về thị sát cho cái cung đường này đó các bạn. Cầu Vân Tiên là một cầu rất dài bắc qua eo Vĩnh Việt, cũng đã hợp long từ lâu rồi và đang hoàn tất. Trên tất cả các mét đường của cái cao tốc này thì đang được hối hả thi công san đường mở núi, rồi là làm nền, họ làm 3K xuyên Tết không nghỉ để đạt chỉ tiêu là ngày 3 tháng 4 này thì sẽ là thông tuyến cái đường cao tốc này. Đây là hình ảnh thực tế các bạn nhé. Đấy, cao tốc được thi công rầm rộ, tập trung vô cùng, tốc độ rất là nhanh, thần tốc luôn. Nói chung là mình không thấy ở đâu thi công cao tốc nhanh như ở Quảng Ninh, và đặc biệt như cái đoạn đường cao tốc này. Bây giờ các bạn vẫn đang thấy là ở trên thời sự ấy, ngày này thường rất hay nói về cái câu chuyện là chúng ta đang triển khai phát triển cái mạng lưới cao tốc Bắc Nam ấy, thì liên tục có những thông tin là phải gỡ rối chỗ này, phải tháo mắc cái gỡ nút thắt chỗ kia, khi thì thiếu về nguyên vật liệu, khi thì giá nó cao, hoặc là nó vướng mắc về vốn. Tuy nhiên ở cái đường cao tốc Móng Cái Vân Đồn này thì họ làm một lèo luôn, chả có vướng cái gì cả, vướng đâu là Quảng Ninh họ quyết liệt họ vào luôn, giải phóng mặt bằng có 15 ngày thôi. Tất cả đây là những cái tài nguyên về đất đá đây cực kỳ sẵn, nên họ triển khai những cái lợi thế cái là cao tốc này cực kỳ nhanh. Cái đại công trường thứ hai ở Vân Đồn đang triển khai thì đó, đây là một cái thành phần của đường bao biển, đó chính là đường 58m. Đường 58m này là nối từ Phương Đông, khu đô thị Phương Đông, nó sẽ chạy xuống khu vực khu đô thị Áo Tiên. Thế thì đây là cái hình ảnh mà tôi cũng cập nhật, vừa là cập nhật bản thân tôi, và thứ hai tôi cũng xin được cái nguồn tư liệu của anh em ở người ở tại Vân Đồn. Thì trên hình ảnh các bạn có thể thấy đó là cái đường này cũng đang triển khai, và có một hình ảnh rất ấn tượng, đó là cái nút
phải giải phóng mặt bằng ấy, thì bây giờ đang giải phóng, máy móc đã vào giải phóng mặt bằng, họ đã giải phóng cái khu dân cư. Đây là chính là cái khu dân cư mà dọc cái tuyến đường đi ra thương cảng Cái Rồng đấy các bạn ạ. Cái mặt đường này thì thực ra là gần như là đất vàng của Vân Đồn đấy, nhưng mà bây giờ là họ cũng đang tập trung để họ giải phóng này, để họ làm nên cái tuyến đường 58 mét. Đây là chính là cái thành phần đường bao biển, nó cũng sẽ kết nối với cái đường bao biển Cẩm Phả Hạ Long, nối từ Hạ Long mà chạy lên đến Vân Đồn. Thì cái đoạn đường bao biển Cẩm Phả Hạ Long thì cũng đã xong rồi, và bây giờ họ đang kết nối sang tiếp với Vân Đồn, thì đây là thành phần đó, và đây cũng chính là cái trục xương sống của kinh tế khu kinh tế Cái Rồng, đường 58 mét đó. Thì đây là cái hình ảnh thực tế các bạn nhé, họ thi công rất nhanh. Tiếp theo đó là cái công trường về đường 334 mở rộng. Thì đường 334 này nó cũng chính là cái đường, nó cũng là cái thành phần đường bao biển, và nó kết nối với đường 58 mét vừa rồi, và họ cũng đang triển khai rất mạnh, có những cái hạng mục về cầu phải nối để họ nắn đường hay là họ bắc qua vịnh thì họ cũng đang thi công. Và đặc biệt là cái đường 334 này hiện tại cũng đang thi công mở rộng đến dự án Sonaci Vân Đồn Harbor City đó. Để nhìn hình ảnh, hai cái hình ảnh phía dưới là các bạn nhìn thấy là máy ủ, và đã nhìn thấy họ làm đến dự án Vân Đồn Harbor City rồi. Đường mở lên 44 mét các bạn nhé, rất rộng, lòng đường rất rộng đấy. Thì nó bởi vì nó là cái trục đường kinh tế, trục sự sống của khu kinh tế Vân Đồn mà, cho nên là cái đường này cũng được mở ra rất rộng. Đây là những cái dự án mà họ đang triển khai xây dựng ở Vân Đồn đây. Đây là những cái dự án, ví dụ như hình ảnh ban đầu các bạn có thể thấy một cái khu đô thị Phương Đông hay là khu tái định cư Hạ Long. Thì cái này hạ tầng họ làm đều xong hết rồi rồi, của Gale Simcoe thì đang thi công, khu Nam Sơn ở khu vực này cũng đang thi công, hay là khu casino của Xăng đó, thì đều đang triển khai. Ở cái hình ảnh phía dưới góc phải của các bạn ấy, đó là chính là cái con đường hai làn hai chiều ấy, mà nối thẳng từ sân bay vào đến casino đấy. Nó đang chỉ còn mỗi một xíu cái mong cái vỉa núi đấy thôi, họ tự đả thông cái là vào đến casino luôn rồi, họ đang chờ sẵn sàng ở trong, xong là họ kết nối thông luôn đó. Tất cả những dự án từ đầu tư công cho đến các dự án của các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào Vân Đồn thì đang triển khai rất là tấp nập. Nó thì ở đâu mà hạ tầng đang được xây dựng như vậy, ở đâu mà dự án nó đã hình thành như thế, thì đấy tiềm năng sức bật nó sẽ rất lớn. Và đây là cái hình ảnh mà cái dự án Sonaci Vân Đồn Harbor City cũng là một trong những công trường nằm trong tổng quan đại công trường tại Vân Đồn. Thì ở đây thì cũng đang thi công, dự án này cũng đang, của chúng ta cũng đang thi công về làm con đường, các con đường, cả hạ tầng rồi ép cọc làm các nhà cao tầng đó. Thì đây cũng là cái hình ảnh lễ động thổ đầu năm, ra quân đầu năm tại Vân Đồn Harbor City đây các bạn này. Và ở tài liệu này thì mình cũng có một cái link gửi lại cho các bạn xem về một cái clip mà mình cập nhật tất cả những hình ảnh này, dự án đang triển khai tại Vân Đồn đây. Cái link YouTube thì mình sẽ gửi đến các bạn sau cái buổi đào tạo này. Thì đây trên cái tài liệu này cũng đã có cái link này chuẩn bị sẵn cho các bạn, để các bạn thấy được trực quan, các bạn hoàn toàn tự tin khi mà nói về Vân Đồn, bởi vì cái rất chi tiết, cái clip của tôi cũng rất là chi tiết và nó rất là trực quan, nó thể hiện những cái dự án đang làm được cái gì, như thế nào, đến đâu, là các bạn có thể nhìn trên thế rất rõ đó. Thì đấy cũng là một tư liệu quý để cho các bạn, nếu mà các bạn có thể đến với Vân Đồn rồi các bạn chưa có cái nhìn tổng quan, thì sau khi các bạn xem những tài liệu như thế thì các bạn sẽ có nhiều thông tin hơn và tự tin hơn rất nhiều. Về cái khả năng kết nối với thị trường tỉnh dân của Vân Đồn thì nó cũng được thấy ở cái kết nối về đường bộ ấy các bạn. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã trao đổi từ cái slide trước, đó là kết nối qua thông qua cái đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái đó. Thì thực ra là hiện tại là đang có những dự án khác để kết nối Vân Đồn Quảng Ninh với các cái cửa khẩu khác của Việt Nam, ví dụ như là Sơn, chúng ta có thể có những tuyến đường kết nối về với Quảng Ninh và Vân Đồn, bởi vì là nó sẽ liên thông các cái cửa khẩu quốc tế của Việt Nam với nhau đó. Thì cái việc kết nối với thị trường tỉ dân của Vân Đồn nó quá thuận lợi, chỉ mất có 50 phút thôi là tiếp cận đến thị trường tỉ dân rồi.
bây giờ thị trường tỷ dân đấy mà họ đổ bộ sang họ du lịch thì Vân Đồn sẽ là một cái điểm quá hot, là ưu tiên hàng đầu khi mà lựa chọn, đúng không? Vì nó rất gần và rất nhiều lợi thế du lịch. Đây là hình ảnh mà của Móng Cái, là cái địa điểm giáp ranh của chúng ta với thị trường tỷ dân. Đây là thị trường tỷ dân, đây là cửa ngõ thị trường tỷ dân đây các bạn này. Đó, chỉ một bên là Móng Cái của chúng ta và đây sang bên đây là đã là tiếp cận đến thị trường tỷ dân. Và cái hình ảnh này các bạn có thể thấy là mật độ rất là đông, tiềm năng rất lớn, dân cư họ bên đấy là quy mô quá lớn. Riêng cái vòng cây này một năm là họ thống kê là khoảng 35-36 triệu khách du lịch riêng cái tỉnh này. Đó, thì tiềm năng, khả năng thu hút khách du lịch từ đây về Vân Đồn thì rất tiềm năng, rất lớn, một số lượng khách du lịch vô cùng lớn. Vừa rồi là mình đi những cái kỳ về tổng quan về Vân Đồn, và để khi mà chúng ta đã có những cái thông tin để thu hút khách hàng tại sao là chọn Vân Đồn rồi, thì khi về Vân Đồn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dự án nào. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi sẽ chia sẻ về cái dự án Sonaci Vân Đồn Harbor City, để làm rõ lên được những cái lợi thế, những cái đặc điểm của cái dự án này. Và đây sẽ là một cái điểm để các nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào những cái đặc điểm, những key, đây cũng sẽ là những key selling point để chúng ta có thể tư vấn cho khách. Thì những cái key mà chúng tôi có đúc kết lại đối với cái dự án Sonaci Vân Đồn Harbor City, thì thứ nhất là đó là về cái đỉnh cao về kết nối chuỗi giá trị. Cái thứ hai là một cái câu chuyện về chuyến viễn du, về đại hải trình của dự án này. Nó có một cái nội dung thu hút để cho các nhà đầu tư có một cái gọi là cái nhìn hay là một cái cảm tình đối với dự án, và họ hiểu được câu chuyện này. Khi họ được hiểu được câu chuyện và đi vào cái lòng của những nhà đầu tư ấy, thì chúng ta sẽ có những cái thuyết phục họ dễ hơn. Rồi, và đây là một cái siêu tổ hợp dự án với quy mô 358,3 hectare với các phân khu, rất nhiều tiện ích, rất nhiều cái hình thức sản phẩm, và nó chứa đựng nhiều bất ngờ để cho sự trải nghiệm khi mà các khách hàng, các khách du lịch đến với dự án. Dự án thì với một cái diện tích lớn như vậy thì cái tiện ích ở đây vô cùng lớn, và những tiện ích ở đây là những cái đẳng cấp, những cái rất là đẳng cấp, ví dụ như bến du thuyền này, ví dụ như là cái công viên thể thao biển này, và nhiều tiện ích khác thì chúng tôi sẽ phân tích chi tiết cho các bạn ở các slide chi tiết sau. Rồi, ở dự án này thì có một cái đặc điểm, đó là tạo cái điểm tiên phong tạo điểm đến. Thì sao lại là tiên phong tạo điểm đến? Bởi vì có nhiều cái điều kiện, từ cái điều kiện vị trí cho đến về năng lực của chủ đầu tư thì, và tâm huyết của chủ đầu tư sẽ tạo nên một cái điểm đến mới, một cái điểm tiên phong đặc biệt tại Vân Đồn. Đó, thì tất cả những chi tiết này chúng ta sẽ đi vào cụ thể phân tích. Đây chính là cái bản đồ mà thể hiện cái. Rồi, xin phép anh Lâm một chút. Nay mình là Hiếu ở bên BS Group thì cũng muốn chia sẻ thêm với mọi người một chút trên cái bản đồ này, tại vì là khi mà BS làm ra cái bản đồ này thì cũng rất là tâm huyết. Mình cũng đã phải ngồi về marketing mất cả tuần chơi để làm được cái bản đồ này cho mọi người thấy là nguyên trong cái tờ gập của dự án, chúng tôi đã dành một mặt sau luôn để dành cho cái bản đồ vị trí này của Sonaci Vân Đồn Harbor City. Và thậm chí là chúng tôi còn thấy là có rất nhiều các dự án khác tại Vân Đồn cũng đang sử dụng cái bản đồ này để triển khai dự án của chính mình. Cho nên là rất nhiều sales đã phản hồi lại BS là nhiều khách hàng họ chỉ cần nhìn vào cái bản đồ vị trí này thôi là họ đã quyết định xuống tiền, hoặc là quyết định đi xuống xem khai tour thực tế dự án ngay lập tức rồi. Thì tại sao cái bản đồ vị trí này lại hay như thế? Thì cái phần mà anh Lâm nói trước đây thì đó là những cái lý do mà tại sao khách hàng đã nên mua Vân Đồn. Chúng ta có thể vút lại nhau một chút. Đó là tại Vân Đồn thì anh em có thể thấy là không có một địa phương nào, phải nói là không có một địa phương nào ở miền Bắc hay là thậm chí là ở cả Việt Nam luôn mà nó có một cái lợi thế tăng giá nó tốt như Vân Đồn. Chỉ cần khi nào mà Vân Đồn này nó có thông tin thêm về đặc khu
hay là thông một một vài những cái thông tin về quy hoạch từ thủ tướng hay là từ cái khu kinh tế đặc biệt này thôi, là mức giá nó hoàn toàn có thể x2, x3, thậm chí là x10 như những năm 2017 rồi. Cho nên là đây là một cái điểm đột phá về giá bán mà không nơi nào có được, và khi khách hàng đầu tư bất động sản và nó có những cái yếu tố về đột phá mạnh mẽ như thế thì họ sẽ rất là thích. Và tại sao chúng tôi lại gọi đây là một cái điểm đến mới của thế giới ạ? Khi mà chúng ta nhìn vào những cái điểm đến của thế giới trong thời điểm hiện tại thì gần như là nó chỉ có hai yếu tố để nó tạo nên một cái điểm đến thế giới thôi. Thứ nhất, nó là đến từ thiên nhiên, cảnh quan. Ví dụ luôn, nó như kiểu là Bali của Indonesia, nó như kiểu Vịnh Hạ Long của Việt Nam cũng là một cái nơi có thiên nhiên cảnh quan, hay nó như là Hawaii của Mỹ thì là những nơi có thiên nhiên cảnh quan. Thứ hai, yếu tố thứ hai nó tạo nên một điểm đến, đấy là đó là những cái khu mà về kinh tế, về thương mại, xong rồi người ta đến đấy để du lịch, những cái gì đó hiện đại người ta đến đấy để mua sắm, ví dụ như ở Singapore, ví dụ như ở Hồng Kông, hay như là ở Tokyo, hay như ở Paris, thì đó là những cái nơi mà nó về kinh tế, sầm uất, mua sắm, giao thương, mọi thứ. Thì ở đây chúng ta là một vị trí mà nó đạt được cả hai yếu tố đó trong tương lai. Tức là đây thiên nhiên mọi thứ nó rất đẹp rồi, Vịnh Quái Tử Long nó đẹp không kém gì Vịnh Hạ Long cả. Đấy, chưa kể là những cái như đảo Quan Lạn, Minh Châu thì anh em cũng biết rồi. Đấy, thiên nhiên thì quá là ưu đãi rồi. Bên cạnh đó thì đây còn là một đặc khu kinh tế trong tương lai nữa, thì trong tương lai nó sẽ không khác gì Singapore hay như là Hồng Kông tại thời điểm này, hay như là Dubai của châu Á cả. Cho nên là đây nó sẽ trở thành một cái điểm đến mới của thế giới. Và với cái việc nó trở thành đặc khu rồi nó trở thành một điểm đến mới của thế giới như vậy, thì chắc không chỉ trong năm 2022 mà lộ trình từ nay đến 2025 rồi 2030 thì Vân Đồn sẽ, tỉnh Quảng Ninh nói chung hay Vân Đồn nói riêng, cũng sẽ đẩy rất nhanh các cái lộ trình để ra các dự án mà họ sẽ phải đầu tư phát triển những cái khu như thế. Và cái việc đầu tư vào hạ tầng ở nhà nước bỏ tiền vào như thế thì chúng ta đều thấy là nhà nước đổ tiền vào đâu thì các nhà đầu tư sẽ đổ tiền vào đấy để có thể đón đầu những quy hoạch về đường xá, về giao thông, về phát triển của những khu vực. Và Vân Đồn đang đẹp như vậy rồi thì khi chúng ta khiến cho khách hàng thích về Vân Đồn như thế rồi, bằng việc nó là đặc khu, nó là điểm đến mới, nó là cái giá trị có thể tăng giá x5, x10 như thế khi mà nó trở thành đặc khu, thì trong cả cái mảnh đất Vân Đồn này thì nhà đầu tư nên đầu tư vào đâu ạ? Chúng ta nhìn trên bản đồ này thì đâu mới là vị trí trung tâm? Chắc chắn đó là Sona City, Vân Đồn Harbour City. Nó nằm ngay chính giữa cái mặt đường biển của Vân Đồn. Trên cái mặt đường bao biển Vân Đồn thì Sona City, Vân Đồn Harbour City nó nằm ở chính giữa. Nó kết nối đi đâu cũng gần anh chị ạ. Nó đi Sun Quốc bên cạnh ngay gần luôn. Nó đi sang chỗ Sun để đánh casino cũng gần. Rồi nó đi ra đảo Quan Lạn, Minh Châu bằng bến thuyền cũng là rất gần. Đó là lợi thế của một vị trí trung tâm. Thậm chí là nếu như chúng ta nhìn lên phía Tây Bắc, rồi phía Bắc của cái đảo Vân Đồn này, thì chúng ta có thể thấy là trên đó nó là những cái đặc khu về kinh tế, nó là những khu phi thuế quan, nó là những khu công nghiệp, nó là những cái khu mà sau này những cái nhà đầu tư nước ngoài như là Samsung, Foxconn, Apple họ sẽ về đây, bởi vì đây là một cái đặc khu và họ sẽ được miễn về thuế đất, miễn về những cái rất nhiều các thứ khác trong vòng nhiều năm cho người nước ngoài. Cho nên là trong tương lai khi trở thành đặc khu thì những cái khu phía Bắc đấy nó sẽ rất là sầm uất, những cái chuyên gia nước ngoài sẽ về đây sống và ở rất là nhiều, cái tăng trưởng về cơ học của di dân cơ học nó sẽ rất là lớn. Và khi mà họ ở đấy thì họ sẽ rất là cần những chỗ để giải trí, để ăn chơi sau khi làm việc. Thì Vân Đồn, thì Sona City, Vân Đồn Harbour City ra nằm tại một vị trí mà nó kết nối rất là thuận tiện đến những cái khu phi thuế quan, những cái khu sân bay, những cái khu công nghiệp như thế. Thì ở đây nó không chỉ phục vụ những cái khách du lịch bởi vì nó một điểm đến mới của thế giới, mà nó còn đang phục vụ cho chính những cái người dân trên huyện đảo Vân Đồn trong tương lai nữa. Đấy là lý do vì sao chúng tôi gọi đây là một cái sản phẩm mà nó đang là đỉnh cao kết nối của chuỗi giá trị nghỉ dưỡng giải trí hàng nghìn tỷ đô tại Vân Đồn trong tương lai. Thì chúng ta cần phải nắm được cái yếu tố này để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Sona City, Vân Đồn Harbour City khi mà khách hàng đã cảm thấy thích và cảm thấy yêu Vân Đồn rồi. Đó. Xin mời anh Lâm tiếp tục. Vâng, cảm ơn anh Hiếu. Anh Hiếu là một người rất tâm huyết với cái bản đồ này và phải nghiên cứu rất sâu, đã phát hiện ra những cái lợi thế của dự án Sona City, Vân Đồn Harbour City. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn, đó là những hình ảnh mà sẽ gần nhất những cái dự án ở gần Sona City, Vân Đồn Harbour City sẽ triển khai trong năm 2022 này. Đó là thứ nhất là sân gốc của bên khu đô thị Áo Tiên, là phía bên trái đấy, phía bên trái của dự án.
hay là theo như là mục tiêu của Vân Đồn ấy, thì trước 30/4 ấy, thì cái dự án Sun Group và cái casino của Sun ấy sẽ chính thức có sẽ là chính thức có cái thông tin công bố là sẽ khởi công hai dự án này đó. Thì hôm nay cũng đã là đầu tháng 3 mà trước 30/4 thì thông tin này sẽ bật ra, trước 30/4 thông tin này sẽ được đưa ra thị trường. Cái casino này là cho người Việt vào chơi đúng không? Đúng rồi, casino mà cho người Việt vào chơi thì anh chị đủ hiểu cái tính chất của người Việt ra rồi đấy. Có casino phát là có lẽ là cả nước đổ về Vân Đồn để chơi luôn. Cho nên là họ rất cần những cái cơ sở lưu trú để nghỉ dưỡng, và đấy chính là cái nhu cầu cho cái sự phát triển bất động sản liên quan đến du lịch, liên quan đến nghỉ dưỡng tại Vân Đồn, và chúng ta là sản phẩm tiên phong cho cái dòng sản phẩm đó. Những cái dự án khác thì họ vẫn đang chưa xây lên, chưa thành hình hài, chưa thể đón đầu cái sự khai thác đó nhanh bằng Sun City Vân Đồn hay MCD được. Mình có sẵn bãi biển, mình có sẵn các cái sản phẩm và đặc biệt như là Singapore Shophouse, thì đây chính là một cái cơ hội rất là lớn. Đây là về ý tưởng về câu chuyện truyền thông, về ý tưởng phát triển cho cái khu đại dự án này ấy, thì ở đây có một cái ý tưởng, đó là cái câu chuyện đại hải trình chuyến viễn du đến những quốc đảo và những thành phố đảo huyền thoại trên thế giới. Thế thì tại sao nó lại là một đại hải trình đi qua? Bởi vì là những cái phân khu, những cái phân khu thành phần trong đại dự án này thì được xây dựng trên một câu chuyện, đó là những cái ý tưởng xuất phát của cái chủ đầu tư CEO là xuất phát tại là muốn phát triển một cái dự án là mang tầm cỡ quốc tế. Trước mắt là nó phải mang tầm cỡ quốc tế. Đó. Thứ hai ấy, là nó kết hợp giữa cái dấu ấn huyền thoại của Vân Đồn, bởi vì là Vân Đồn bản thân là cái thương cảng từ xa xưa, kết hợp với yếu tố là vừa là một dự án tầm cỡ quốc tế, vừa là muốn mang cái dấu ấn huyền thoại, mang yếu tố lịch sử ấy, thì cái Sun City Vân Đồn Harbour City này sẽ kế thừa và tiếp nối hai cái yếu tố này để phát triển lên một cái thế giới thiên đường đảo, và mang đến một chuyến nghỉ dưỡng vòng quanh thế giới trong mơ cho các tầng lớp thượng lưu. Đó. Khi mà đến trải nghiệm ở tại Sun City Vân Đồn Harbour City thì du khách sẽ được trải nghiệm qua những cái thế giới thiên đường đảo, những cái tinh túy của thế giới được mang về đây là concept phát triển cho cái dự án này. Cái hải trình thiên đường đảo huyền thoại thì chúng ta là sẽ có 7 cái thiên đường đảo, và cái lợi thế của cái sự trải nghiệm này nó sẽ trải dài trên 2,2 km bờ biển. Về dự án Sun City Vân Đồn Harbour City sở hữu 2,2 km đường bờ biển, và cái câu chuyện đại hải trình vạn dặm khám phá cái siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao du lịch giải trí và thể thao biển này, thì nó sẽ là một cái nơi mà tinh hoa hội tụ tính dưỡng huyền thoại của thế giới. Về concept tổng thể thì đây thiên đường đảo nó là định vị là siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao giải trí du lịch và thể thao biển đầu tiên tại miền Bắc. Đấy, tôi xin nhắc lại là siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao giải trí du lịch thể thao biển đầu tiên tại miền Bắc. Thì đây là hình ảnh mà các đảo huyền thoại đây. Chúng ta sẽ có một cái hải trình qua 7 thiên đường đảo, và khởi đầu cái hành trình đó chính là cái khu Singapore Shophouse. Đó chính là cái sản phẩm mà anh em chúng ta sẽ tập trung bán trong giai đoạn này. Tiếp theo đó là Emirates Bay hay là Tropicana Oasis, Crystal Lagoon, Santorini. Đây, cái Crystal Lagoon và Santorini này sắp tới cũng sẽ sắp ra hàng cho cái thời gian tới này, thời gian gần tới đây thôi. Tiếp theo hay là cái thiên đường đảo của Paradise Island Bahamas hay là Grand Oceania, thì 7 thiên đường đảo này sẽ dần dần được mở ra, dần dần được triển khai bán hàng kinh doanh trong thời gian tới các bạn ạ. Đây chính là 7 thiên đường đảo này là để mang lại trải nghiệm cho khách hàng. Khi mà đến đây thì khách hàng được trải nghiệm tất cả những tinh túy của những cái địa danh nổi tiếng trên thế giới, đã sẽ được tập hợp, sẽ được sưu tầm và sẽ được xây dựng tại Sun City Vân Đồn Harbour City. Đại dự án Sun City Vân Đồn Harbour City thì được chia ra làm ba phân kỳ. Đó là phân kỳ thứ nhất, đó là Sun City Legend. Đó là chính cái khu vực mà chúng ta đã triển khai từ có là Singapore Shophouse hay từ Wyndham, cái khu Wyndham Garden
hay là liên quan đến CPAP, và sắp tới đây đó là USR568 và những cái khu tiếp theo kế cận đó là ở phân kỳ 1. Thì phân kỳ này thì đang triển khai và cũng đã bán hàng ba cái phân khu rồi. Tiếp theo sẽ là tiếp theo sẽ rất nhiều những sản phẩm ở phân khu này sẽ được ra hàng trong thời gian tới. Và phân kỳ thứ hai đó là Sonashi Marina, thì ở đây thì sẽ có nhiều cái siêu tiện ích, ví dụ như là bến du thuyền, ví dụ như là công viên chủ đề đó, hay là những cái khu cao tầng. Và phân kỳ 3 đó là Sonashi Premier Hill, nguyên cái tên ở đây thì nó cũng đã thể hiện là một cái phân kỳ mà nó sẽ phát triển theo cái triền núi của đảo Cái Bầu, của núi Cái Bầu. Thì ở đây những sản phẩm liên quan đến biệt thự trên đồi, biệt thự trên núi mà có view vịnh thì sẽ phát triển ở phân kỳ 3. Đấy, một cái dự án rất lớn, sở hữu một vị trí vô cùng đẹp, nghĩa là phía sau thì là dãy núi Cái Bầu, phía trước thì vịnh bãi Tử Long. Như vậy là về phong thủy ấy, thì là đây là một cái địa thế tuyệt vời, rất là đẹp, được che chắn bởi núi Cái Bầu và phía trước thì là vịnh. Mặc dù phía trước là biển nhé, nhưng được che chắn bởi vì nó là vịnh bãi Tử Long, cho nên cái nước ở đây khi các bạn xuống các bạn trải nghiệm thì nó vô cùng là bình lặng, rất đẹp. Nếu mà ai đã trải nghiệm qua cái góc view thực tế thì đến chùa Cái Bầu, từ chùa Cái Bầu các bạn view xuống thì đẹp mê luôn. Thì Sonashi Vân Đồn Harbour City để sở hữu đúng cái vị trí này. Và bản thân đây về mặt nguyên thủy, đây chính là cái bãi tắm đẹp nhất ở Vân Đồn mà cũng đẹp nhất ở miền Bắc luôn. Nó cái gọi là cái bãi trường của Vân Đồn ấy. Đây chính là bãi trường của Vân Đồn luôn các bạn ạ. Đấy về tính nguyên thủy nhé và lịch sử nhé. Đó là một cái lợi thế rất lớn từ về mặt bãi tắm đẹp cho đến mặt về phong thủy, thì nó là cái lợi thế rất lớn của cái dự án này. Về tiện ích đây thì chúng tôi có hình ảnh là thể hiện các tiện ích, một đại dự án với rất nhiều tiện ích vô cùng lớn và vô cùng đa dạng, từ công viên thể thao biển này, công viên nước này, quảng trường biển này, hay là có những cái định hướng phát triển những công viên ở dưới mặt nước luôn nhé, chứ không chỉ là những công viên ở trên mặt nước đâu, không chỉ có những hoạt động vui chơi ở trên mặt nước đâu mà khai thác cả những công viên ở dưới đáy biển đó. Thì những cái ý tưởng này cũng đang được đưa vào để làm nên những tiện ích. Và những tiện ích về khách sạn cao cấp 5 sao thì các bạn cũng đã có quá nhiều thông tin rồi. Những cái thương hiệu lớn của quốc tế cũng đã được ký kết hợp tác đầu tư vào quản lý vận hành và khai thác ở Vân Đồn. Đó, thì có rất nhiều tiện ích rất cao cấp, bởi vì đây là định hướng là một khu nghỉ dưỡng cao cấp mà. Và cái dự án này thì mong muốn là tạo một cái sự tiên phong, tạo điểm đến mới tại Vân Đồn. Thì từ đây là kế thừa, đây là một sự kế thừa của chủ đầu tư, xuất phát từ cái năng lực của chủ đầu tư, về khả năng của chủ đầu tư, và thực tế là chủ đầu tư cũng đã phát triển thành công một cái dự án nó rất là tương đồng với ở Vân Đồn này, đó là ở Phú Quốc ấy. Thì không biết các bạn có nhiều bạn được trải nghiệm ở trong này chưa, thì đây là một cái dự án thành công của một concept rất là thành công của chủ tư CEO tại Phú Quốc. Họ tạo ra cũng ở bãi trường của Phú Quốc luôn, một cái bãi biển đẹp nhất, rất đẹp ở Phú Quốc. Họ tạo ra một cái resort, một khu, tổng khu này là 132 hecta, đất của CEO, của chủ tư CEO là 132 hecta. Và các phân kỳ họ cũng đã triển khai, ví dụ như của cái hình ảnh mà các bạn đang thấy ở Phú Quốc đây là chính là của bên Novotel, của Elite, khu Elite của khu Grand của Phú Quốc, của CEO Phú Quốc, và khu Novotel ở phía sau lưng của nó. Thì tất cả những cái thương hiệu lớn cũng được đưa vào đây để vận hành, quản lý vận hành, và concept rất đẹp, nó là vô cùng tuyệt vời. Và khi mà các bạn được vào đây trải nghiệm thì nó rất eco và gần gũi thiên nhiên, và nó sang trọng, nó cao cấp. Đấy, thì tiếp nối cái thành công như vậy của cái dự án trong Phú Quốc thì Vân Đồn cũng sẽ được định hướng là phát triển, nó sẽ là một cái nơi mà nó là sẽ cái điểm đến mới của Vân Đồn, mà nó sẽ đi tiên phong tại Vân Đồn luôn các bạn ạ. Vì thực tế là bây giờ tại Vân Đồn như các bạn đã biết là việc triển khai ví dụ như khu Singapore Hotel này thì chưa có dự án nào làm được như thế cả. Và ở đây những cái dự án tại sao nó là tiên phong, bởi vì cũng đã được xây dựng rồi, đã hoàn thiện xong hết cả xây dựng bần thô nhà hay là những cái tiện ích xung quanh của khu Singapore Hotel rồi, và gần như là nó sẵn sàng đã đưa vào được, có thể khai thác hoạt động được luôn rồi. Đó, thì cái những hình ảnh chi tiết tôi sẽ phân tích cho các bạn về thực tế thì chứng minh cho các bạn thấy là cái khả năng mà nó có khai thác, có thể khai thác ngay.
đây cũng là cái ngày chúng ta đã đi từ thông tin về về Vân Đồn rồi, chúng ta đi thông tin chung về dự án Sonaxi Vân Đồn Harbor City, và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu cái thông tin phân tích về sản phẩm Singapore Softel mà anh em chúng ta sẽ chiến đấu lần này với giá trị hàng rất là lớn ở đây, cái giá trị nguồn hàng của cái khu này để cho anh em mang lại cái thu nhập rất là khủng, bởi vì chính sách tốt, cái nguồn hàng giá trị thì cao, cho nên là ở đây chúng ta sẽ tập trung để nắm vững những cái thông tin, những cái key selling point, những cái thế mạnh của sản phẩm này trong cả một cái Vân Đồn rộng lớn, tiềm năng trong cả một đại dự án như thế. Thì cái miếng thịt nạc này này, đây là miếng thịt nạc này, đây là cái miếng kim cương của dự án này, chúng ta sẽ tập trung thì chúng ta cũng sẽ có 5 cái key để chúng ta khai thác. Đó là thứ nhất là cái key mà về cái sự khan hiếm về về cái quỹ đất, bởi vì ở đây cái quỹ đất của nó chỉ có 5,3% thôi, là quỹ đất lâu dài, thì Singapore Softel là cái quỹ đất 5,3% đấy trong một đại dự án nó chỉ có 5,3% lâu dài thôi, thì Singapore Softel là 5,3% đó đấy các bạn ạ. Thứ hai là cái định hướng mà cái sự định hình phát triển, đây là một thành phố đêm trắng, đó là thành phần kinh tế đêm nhé, đây là một thành phần kinh tế đêm sẽ phát triển kinh tế đêm để khai thác 24/7 24/7 luôn. Cái key thứ ba đó là có khả năng cho khai thác sinh lời ngay, cái thứ tư đó là nó cho khả năng khai thác ngay những năm cận kề thôi, đó là năm 2024 khi mà các hạ tầng, khi mà các dự án triển khai Vân Đồn được đã hình thành, đã lên hình. Và cái key mà chắc chắn anh em quan tâm nhiều nhất đó là về những chính sách. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng key. Cái key về sự khan hiếm thì đây Singapore Softel là trong cái nhóm tổ hợp 358,3 hecta thì chỉ có 5,3 quỹ đất lâu dài, thì Singapore Softel này là thuộc cái quỹ đất đó các bạn ạ. Như vậy mà chúng ta cũng anh em chúng ta cũng làm trong ngành thì các bạn cũng đã biết là những cái dự án mà những dự án trực diện biển như thế này nhé, mà có đất lâu dài cực kỳ hiếm, chúng ta rất hiếm đúng không ạ? Chúng ta anh em có thể kiểm tra những cái dự án để có một cái điều kiện, một cái dự án mặt biển, đây là dự án mặt biển luôn. Những dự án khác thì có thể là bị cách ngăn cách bởi một con đường, sau đó thì sẽ mới có đất lâu dài, nhưng mà đây thì là một dự án trực diện mặt biển như thế này là mà lại có quỹ đất lâu dài, thì đây là cái rất hiếm nhất. Bản thân ở đất ví dụ như là khu ở Phú Quốc thì nó cũng rất ít, nó cũng hiếm lắm, nó chỉ có 6% đó. Thì những cái quy hoạch đặc khu này để đất lâu dài ấy, thì thường là nó rất ít, bởi vì là họ tập trung quy hoạch cho những cái khu ở đây là quy hoạch khu du lịch rồi. Những cái vành đai này nó thuộc cái vành đai phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Còn nếu mà khu đô thị chỗ ở thì đã được quy hoạch chủ yếu là ở phía trong khu sân bay rồi đúng không ạ? Mà anh tôi đã phân tích rồi. Thế còn ngoài mặt biển này để có cái đất lâu dài ngoài biển này, nó hiếm lắm. Và đây cả một đại dự án hơn 358,3 hecta nó chỉ có 5,3% thôi. Đó là một cái mà miếng thịt nạc, đó viên kim cương mà chủ đầu tư dành ra đây để cho thời gian này cho anh em. Cái sự khan hiếm của nó, cái giá trị của nó, của cái khu Singapore Softel này nó được thể hiện ở một cái key này rất là mạnh này các bạn này. Đó là khu Singapore Softel này nó được nằm giữa hai cái tuyến đường gọi là huyết mạch, và một nhất là cái tuyến đường 334, đây là cái trục xương sống kinh tế của khu kinh tế Vân Đồn nhá. Nó là nối từ phía đông bắc Cái Bầu, nó nối từ casino chạy đến tận phương đông ấy, đấy kết nối với đây là cái đường 334 này. Đó thì mặt tiền của Singapore Softel là cái đường 334 này, đó là một cái lợi thế lớn. Về nó là đại lộ mà, nó cũng là đại lộ mà, đường 334 này đại lộ là đường xương sống, là đường trục chính mà. Cái lợi thế khác biệt mạnh mẽ của Softel ấy là cái thứ hai, đó là cái con đường đại lộ Bó Trải. Cái đại lộ Bó Trải thì đó là chính là cái những căn C, căn ký tự C nó nằm trên mặt đường này, đại lộ Bó Trải này. Thì đây là trục 24 m, đây chính là thành phần của đường bao biển như các bạn nhé. Cái trục đại lộ O Trạc này chính là thành phần đường bao biển
tại Vân Đồn. Vì tại Vân Đồn có một đặc thù là thứ dự án đã triển khai thì mà mặt biển ấy, thì sẽ làm con đường bao biển, thì nó sẽ tạo ra tất cả một cái trục, tất cả các dự án sâu chuỗi lại thì nó tạo thành một cái đường bao biển đó. Thì đại lộ chọn này bản thân nó là 24 mét, này bản thân nó là một con đường bao biển. Như vậy Singapore xung theo nằm kẹt giữa hai cái trục đường lớn này đó. Và nhìn ở đây chúng ta thấy là khi mà các bản thân thôi dự án của chúng ta thì nghỉ dưỡng rất nhiều đúng không ạ, các cơ sở lưu trú rất nhiều đúng không ạ, khách sạn cao cấp nhiều đúng không ạ, nhưng mà để mà mua sắm giải trí sôi động như kiểu là về đêm chẳng hạn đấy thì sẽ tập trung ở Singapore số theo này chứ ở chỗ khác thì định hướng phát triển cũng khác, dòng sản phẩm sẽ khác. Và ở số theo này thì có những lợi thế để phát triển rất nhiều loại dịch vụ và về mặt thiết kế, lát nữa mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là ở đây có một cái thiết kế rất đặc biệt ở Singapore Hotel này. Thế thì không chỉ những phục vụ cho riêng dự án về nhu cầu mua sắm giải trí vui chơi ở tại dự án đâu, mà như các bạn thấy thì ở ngay kế cận hay nhìn ra xa thì đây là những cái trục kết nối toàn những siêu dự án. Thì mà cái dự án này là dự án tiên phong và Singapore Hotel cũng là một cái tiên phong, thì nó là cái điểm đón lõng du khách hay là đón lõng khách tiêu dùng vui chơi và vui chơi ở Vân Đồn. Thì đây là một cái điểm mà nó rất giá trị của cái Singapore Hotel này. Rồi đây là cái bức tranh mà thể hiện là cái dự án này không những là một siêu dự án rồi, rất nhiều các thành phần nghỉ dưỡng rồi, mà nó còn nằm giữa những cái siêu dự án khác. Ví dụ như bên tay phải thì là của Crystal Bay, bên tay trái là của Hademon, của Sơn Gôn, và tiếp theo là Ao Tiên, hay là rất nhiều các siêu dự án khác. Đó thì là cái lợi thế về vị trí, về kết nối của khu dự án và của Singapore Hotel. Rồi câu chuyện truyền thông dành cho cái khu Singapore Hotel này ấy, thì lấy cảm hứng từ cái khu phố mua sắm Collect của Singapore, là đây thì nó nổi tiếng về hoạt động vui chơi giải trí và sôi động suốt ngày đêm, không có giờ nghỉ. Và phân khu Singapore Hotel này thì định hình là một cái khu thành phố lên trắng, nó chính là cái điểm khởi đầu cho đại hải trình thịnh vượng mà bảy thiên đường đảo tôi đã chia sẻ với các bạn, hay là nó chính là cái khu phố giải trí đa sắc màu và mang trải nghiệm và triệu cảm hứng, bởi vì nó có rất nhiều các dịch vụ ở đây. Rồi nó là một thành phố lên trắng nơi không có màn đêm và tiếng cười thì không bao giờ tắt. Đó là câu chuyện truyền thông của chúng ta sẽ định hướng về định vị thương hiệu. Cái khu Singapore Hotel này ấy, thì nó là một thành phố đêm trắng giữa siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao, giải trí du lịch và thể thao biển Sonashi Vân Đồn Harbour City. Như vậy đây là thành phố đêm trắng. Thế thì chúng ta sẽ đi thêm về phân tích về những cái thiết kế của sản phẩm hotel này nó như thế nào. Ở trong những cái thông tin slide về thiết kế sau, cái key thứ ba nhấn mạnh với các bạn ở đây đó là cái tạo điểm đến và cho khả năng khai thác ngay tại cái khu Singapore tiếp theo này. Bởi vì như các bạn đã thấy là bây giờ là đã xây xong hoàn thiện hết cả tiện ích lẫn nhà và sẵn sàng có thể bàn giao ngay cho khách hàng để hoàn thiện và khai thác. Thế thì hiện tại ở đây thì cũng đã có Ecofin đã đưa vào hoạt động, có rất nhiều hoạt động mà anh em chúng ta đã được trải nghiệm khi mà chúng ta đã có event ở dưới này. Trong thời gian qua thì các bạn đã biết là Ecofi đã hoạt động rồi. Về khách sạn mini thì đã chốt được thiết kế và đang cho thi công và sẽ sớm đưa vào hoạt động để thứ nhất là nó tạo cái điểm lưu trú tại Vân Đồn, bởi vì Vân Đồn thực ra nói bây giờ để điểm lưu trú nó không đa dạng đâu, nó cũng không nhiều, rất ít điểm lưu trú và một cái điểm lưu trú thú vị như thế này thì đúng là chưa có ở Vân Đồn, chưa có đâu. Vừa đẹp vừa nó tiềm năng thì cái điểm lưu trú ở Vân Đồn đang rất là thiếu. Thế thì cái khả năng mà khai thác ngay ở Singapore tiếp theo là bây giờ đã sẵn sàng sẵn nong sẵn né hết rồi, bây giờ khách vào là chỉ có thể tiến hành hoàn thiện và đưa vào sử dụng thôi, đón đầu những cái đợt phát triển mới này của Vân Đồn trong thời gian ngắn tới thôi. Đó là cái khả năng mà cho khai thác ngay.
đấy, bãi biển và tiện ích bãi biển chúng ta có rồi các bạn, anh em chúng ta cũng có những cái event rất lớn tại bãi biển này rồi. Các bạn cũng đã thấy một cái bãi biển trải dài đến 2,2 km đã được san, đã làm, đã được làm, đã được san cát, gọi là dài tít tắp và trắng muốt, bên cái bờ nhìn view ra vịnh cũng là nó vô cùng là một cái nơi mà check in vô cùng là trải nghiệm là thú vị. Đây là cái hình ảnh của eCoffee mà đã set up tại dự án rồi đó. Đây là nó thể hiện cái khả năng là có thể đưa vào được vận hành ngay được rồi nó, tất cả bởi vì mọi thứ đã sẵn sàng mà xong rồi. Đấy, các dự án khác thì chúng ta phải chờ đợi nhưng mà đây thì không, đây là có thể chúng ta sẽ đưa vào ngay. Đây là cái mặt bằng tổng thể của Singapore Hotel, của khu Singapore Hotel. Thì nó có bốn dãy như thế này, mà một là cái là mặt đường 34 mà sẽ được nâng lên 44 mét và hiện tại đường này đang được thi công ở đây rồi. Thứ hai là cái mặt đường lớn là đại lộ Võ Tràng và các cái đường nội bộ 13 mét. Đó, đây là cái mặt bằng tổng thể để anh em hình dung dễ về cái khu này. Đó, các shop theo được bố trí cân xứng như vậy. Diện tích thì nó chủ yếu từ 25 mét, 125, 127 hoặc là 255 mét. Có những căn góc thì nó cũng lớn hơn. Đó, thì diện tích cơ bản là như vậy. Đây là về cái thiết kế. Thế thì mình cũng muốn nhấn mạnh với các bạn về cái thiết kế, rồi vì đây là một cái sản phẩm được xây 6 tầng mà đặc biệt của nó có một cái tầng hầm. Tầng hầm ở đây không phải tầng hầm độc lập của từng căn mà tầng hầm ở đây nó sẽ là tầng hầm chung cho cả bốn cái dãy mà vừa rồi các bạn nhìn thấy ấy. Đó, nó sẽ thông thiên với nhau ở dưới tầng hầm và gần như nó có khả năng tạo ra một không gian ngầm ở phía dưới. Nó có tạo ra một không gian ngầm riêng cho cái phần hầm đấy. Nó tầng hầm này thiết kế rất hay, đó là vừa có thể là chủ gia chủ là một cái không gian sử dụng riêng nhưng nó có thể tạo ra hòa thành một cái khu phố ở dưới đất ấy, ở dưới lòng đất ấy. Đó, đó là cái thiết kế rất là đặc biệt. Với 6 tầng như thế này thì hoàn toàn chúng ta ngoài tầng 1 nó đã có thể là một thế giới ngầm ở dưới rồi. Tầng 2 ở trên tầng mặt đất, tầng 1 đấy là khai thác shop dùng để tầng 1, tầng 2 là có thể là để khai thác shop. Và các tầng trên thì hiện tại là chủ đầu tư là xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Tất cả các diện tích phía trong là có thể tùy biến theo thiết kế của gia chủ. Và với diện tích xây dựng, sàn xây dựng nhá, của một căn này nó rơi vào từ khoảng 500 mét cho đến 800 mét vuông diện tích sàn xây dựng. Thì các bạn cũng biết là với diện tích như vậy thì khai thác cái cơ sở lưu trú ở đây nó sẽ rất hiệu quả, bởi vì diện tích nó lớn, diện tích sử dụng rất là lớn. Đấy, một căn này diện tích sử dụng rất lớn. Thiết kế thì bây giờ là hoàn toàn có thể, đây là những cái thiết kế gợi ý dành cho khách hàng, tuy nhiên là khách hàng có thể tùy biến, để bởi vì là bây giờ chủ đầu tư chỉ là hoàn thiện mặt ngoài thôi, còn phần trong là khách hàng là tự hoàn thiện. Đó là những công năng mà xuất phát từ đặc tính của sản phẩm này để có thể là khai thác. Đây là cũng vẫn là những hình ảnh về thiết kế của các căn và các gợi ý thiết kế nội thất phía trong thì hoàn toàn có thể tham khảo để có thể hoàn thiện cái ngôi nhà này. Đây là cái định hướng mà làm cái mini hotel ấy. Chủ đầu tư sẽ triển khai ba cái mini hotel, trước mắt là ba cái mini hotel ở đây để thứ nhất nó là cái điểm tâm điểm thu hút khách hàng và nó là cái như chim mồi cho cái thể hiện cái khả năng khai thác ở đây. Thì chủ đầu tư đang tiến hành làm ở đây rồi, ba cái căn phía đầu hồi của cái dãy mặt đường Võ Tràng ấy là sẽ được làm khách sạn mini các bạn ạ. Về khả năng cái key này, cái khả năng siêu tốt về năm 2024 thì nó cũng xuất phát từ những cái thông tin mà tôi đã cung cấp sâu chuỗi từ phía ban đầu, đó là về hạ tầng đang được triển khai, về các dự án đã được thu hút và các dự án đang triển khai tại Vân Đồn. Thế thì khi đó đến năm 2024 thì bức tranh của Vân Đồn nó sẽ rất khác, nó thay bởi vì hiện tại bây giờ đang thay ra đổi thịt từng ngày rồi. Như các bạn là người con của Vân Đồn ấy, ở đây anh em có nhiều thì họ sẽ cảm nhận rất rõ cái thay đổi của Vân Đồn, mà thực ra là tốc độ thay đổi nó cũng rất là nhanh. Thay đổi thứ nhất là trước mắt là về mặt hạ tầng thì quá mạnh mẽ, thứ hai các dự án năm nay cũng đổ bộ của Vân Đồn thì cái khả năng mà thu hút mà khai thác ngay trong năm 2024 thì nó cũng đã hiện hữu rồi, rất hiện hữu rồi. Cho nên là chủ đầu tư cũng là sẽ triển khai khai thác khách sạn luôn đấy các bạn ạ. Họ khai thác luôn, vừa là cái minh chứng cho cái khả năng khai thác, vừa là cái họ cũng đón đầu luôn cái khách lưu trú ở tại Vân Đồn, chứ cũng không cần phải chờ đợi quá lâu trong thời gian quá dài để có khai thác.
đấy một đây là cái hình ảnh mà tại tại dự án rất nhiều tiện ích. Đây là cái bối cảnh của đại dự án, đây một bức tranh tổng thể, các bạn có thể tưởng tượng về các đại dự án với siêu tiện ích, những cái nhiều tiện ích và rất nhiều phân khu, rồi cả bên kế cận bên đấy là những cái dự án cũng là những siêu dự án. Crystal Bay ở phía bên cạnh dự án này thì cũng đang có tham vọng là xây một cái tòa nhà gọi là biểu tượng của Vân Đồn thì ngay sát vách của chúng ta, và sân golf thì ngay bên tay trái của khu đô thị Áo Tiên đó. Thì vô vàn các tiện ích mà khi hiện tại thì bây giờ cũng chủ đầu tư đang thi công rất nhiều rồi, đúng không? Ở các hình ảnh khởi công rồi là các hạng mục chúng tôi đã gửi đến các bạn, thì chủ đầu tư đang thi công rất nhiều, thi công các phân khu, thi công các tiện ích đó. Thì khi mà các phân khu, ví dụ như cái phân khu một thời gian vừa rồi chúng ta đã ra hàng như của Vinhomes hay của Sinpark lên hình có bắt đầu đưa vào khai thác ấy, thì cũng có một thông tin để chia sẻ với các bạn, đó là vào tháng 6 năm 2023 nhé, thì cái khu Vinhomes sẽ được đưa vào vận hành luôn rồi đó. Đấy là cái việc đấy là chốt rồi, tháng 6 năm 2023 khu Vinhomes sẽ được đưa vào vận hành, bởi vì cái việc này đã ký kết với Vinhomes. Cho nên chủ đầu tư sẽ phải thực hiện đúng cái thời gian cam kết, đó là tháng 6 năm 2023 đưa vào vận hành. Và tháng 6 năm 2023 đưa vào vận hành ấy, thì khi đó thì đã có khách lưu trú, và khi này thì năm 2023 thôi là cái Singapore tiếp theo là đã có thể khai thác phục vụ cho những du khách ở đây rồi. Và tiếp theo là Singapore, tiếp theo là những phân khu khác hay là những dự án khác họ lên hình thì Singapore tiếp theo là sẵn sàng để khai thác rồi các bạn ạ. Đây là những hình ảnh mà tiện ích đây, đấy có thể là một cái công viên chủ đề của dự án để thu hút những khách du lịch về, và khi khách du lịch về đây mua sắm thì Singapore tiếp theo sẽ là một cái điểm đến lựa chọn hàng đầu. Đây là hình ảnh của các đây là cái hình ảnh mà về các khu biệt thự đấy, và tháng 6 năm 2023 một trong những khu biệt thự này sẽ được đưa vào vận hành, khi đó khách lưu trú sẽ đổ về đây. Rồi đến một cái này là những thông tin mà anh em có lẽ là quan tâm nhất, đó là thông tin về chính sách. Thì chính sách ở đây có cả chính sách cho khách hàng, những chính sách tốt cho khách hàng và những chính sách dành cho anh em, cộng với những cái sự hỗ trợ từ chủ đầu tư cho anh em chạy thị trường đó. Thì ở đây là những cái thông tin vừa rồi chúng tôi chia sẻ nó cũng giải, nhưng đây những thông tin nó rất là quý, nó là key rất mạnh mà gửi đến cho các anh em. Thì đây là cái mà chúng tôi cũng đã rất công phu xây dựng, chủ đầu tư cũng rất tâm huyết, chủ đầu tư cũng nỗ lực và cũng phải hy sinh rất nhiều để đưa ra những chính sách tốt như thế này, cho nên anh em chúng ta không thể bỏ qua những chính sách này được, bởi vì đây là lợi thế khi mà anh em chúng ta bán hàng để so với những dự án khác sâu cho khách hàng, để họ thấy được cái lợi thế này khi mà lựa chọn sâu theo này. Thì đối với khách hàng ấy, thì những cái chính sách tốt như thứ nhất là sẽ hỗ trợ cho vay 70%. Nếu trong trường hợp mà khách hàng có một cái tài sản bổ sung ấy, thì có thể cái tỷ lệ này sẽ được nâng lên, tỷ lệ cho vay nâng lên cao hơn. Nhưng nếu mà sử dụng chính cái số theo này thì ngân hàng hỗ trợ cho vay 70%, tỷ lệ hỗ trợ 70% này thì là trong 24 tháng, 0% trong vòng 24 tháng, và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, tất nhiên là không quá ngày 31 tháng 1 năm 2024. Đây là cái mốc thời gian mà chủ đầu tư đưa ra. Các đợt thanh toán này có một cái đặc biệt ở đây thì ngân hàng hỗ trợ 70% và giải ngân song song. Đợt 1 chỉ có 10% thôi các bạn ạ, thì ngân hàng đã giải ngân song song 20% tiếp theo đó. Trong 6 tháng thì khách hàng chỉ phải đóng đến 30%, bởi vì ngân hàng đã đồng hành rồi đó. Thì một cái chính sách mà ngân hàng hỗ trợ như thế này chứng tỏ là sản phẩm rất ngon, sản phẩm rất tiềm năng, thì ngân hàng mới chơi chính sách như thế này, đúng không ạ? Đó là một cái rất mạnh để giúp khách hàng có thể sử dụng sự hỗ trợ, dùng đòn bẩy tài chính để sở hữu một cái căn shop house nó vị trí tuyệt vời như vậy. Bỏ ra 10% ban đầu là ngân hàng đã nhảy vào song song đồng hành cùng với nhà đầu tư rồi. Tiến độ thanh toán thì nó cũng có tiến độ thanh toán thông thường và tiến độ thanh toán nếu sử dụng vay. Trong tiến độ thanh toán thông thường thì là 12 tháng kể ngày ký hợp đồng, và đợt 1 của tiến thanh toán thông thường thì là cũng là 15%. Tuy nhiên trong thời gian vừa rồi những khách hàng mà đến với Sonaci Vân Đồn thì thường là không có sử dụng cái hình thức tiến độ thanh toán thông thường này, mà thường là họ sẽ sử dụng ngân hàng, bởi vì là không tội gì để không dùng sự hỗ trợ của ngân hàng cả, đúng không ạ? Hỗ trợ đến 70% trong 24 tháng, 0% bỏ ra
như vậy là 30% trong bỏ đấy trong vòng 2 năm không phải tính đến mà đã có thể được khai thác ngay đó, thì tội gì mà lại không dùng cái ưu đãi của ngân hàng đúng không ạ? Cái ưu đãi trong thời gian này để anh em làm cái kỳ thúc mạnh cho chốt khách, đó là nhất là cái quà đầu xuân hai cây vàng hay là giá trị là tương đương với 130 triệu cho 5 khách hàng có giao dịch từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Như vậy chỉ trong tháng 3 này thì mới có cái quà là hai cây vàng này, cộng thêm đó là hai cái voucher nghỉ dưỡng tại Best Western Premier Sonashi Phú Quốc. Mỗi voucher sẽ tương đương với một đêm nghỉ tại cái khu chính là cái khu của chủ đầu tư CEO tại Phú Quốc tại bãi trường. Rồi ở đây có một chính sách gọi là chính sách làm giao sớm, thì phải có những dự án nó phải đã hình thành sẵn rồi thì mình có thể có cái chính sách này các bạn ạ, đúng không? Và các dự án khác mà chúng ta đều phải chờ rất là lâu thì mình có thể bàn giao được. Và ở đây số theo này có một đặc điểm cực kỳ mạnh, đó là có thể cho khai thác ngay mà. Đấy, chúng ta đã khai thác, phân tích cái khả năng khai thác ngay rồi thì khi mà khách hàng thanh toán mà đến 50% là có thể nhận nhà kỹ thuật để đưa vào hoàn thiện, sau đó là có thể khai thác ngay. Thế thì ở đây chúng ta lại sâu chuỗi lại một chút, chính sách ngân hàng hỗ trợ trong 24 tháng nhưng nghĩa là trong 2 năm nhá, nhà đầu tư bỏ ra 30% này trong 2 năm là không phải quan tâm gì đến việc trả phí này. Trong 2 năm đó thì có thể được nhận nhà sớm, nếu mà khách hàng muốn nhận nhà sớm là có thể được nhận nhà sớm nhé, nhận nhà sớm hoàn thiện và cho khai thác ngay đúng không ạ? Mà nó chưa hết 24 tháng, như vậy có thể là đã có ra dòng tiền rồi mà chưa đến cái giai đoạn hết hỗ trợ của ngân hàng. Thế như vậy là lợi đơn lợi kép, khách hàng lợi đơn lợi kép, nghĩa là nhận nhà sớm khai thác vẫn cho dòng tiền mà ngân hàng vẫn hỗ trợ đó. Thì đây là một cái điểm mạnh rất mạnh của cái shop theo này, bởi vì là nó đã sẵn sàng bàn giao, nó sẵn sàng để có thể khai thác và đưa ra dòng tiền luôn rồi các bạn, không phải chờ đợi quá lâu nhá. Những dự án khác hơi lâu, chờ hơi lâu đó. Rồi chủ đầu tư miễn phí quản lý vận hành 24 tháng và đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thì đây là những cái chính sách ưu đãi dành cho khách hàng trong dịp này, cho nên anh em cũng phải tận dụng vì cái thời gian hỗ trợ cho khách hàng ba cây hai cây vàng trong vòng đó. Bây giờ là ngày coi như là mùng 10 tháng 3 rồi, mùng 10 tháng 3 và đến 31 tháng 3 là hết cái chính sách này rồi đó, cho nên anh em phải tận dụng thời gian. Đây là cái bảng giá rumo, thì cái tài liệu này chúng tôi sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn tìm hiểu về cái bảng giá rumo về những sản phẩm của Singapore tiếp theo lần này. Thì chúng tôi sẽ gửi lại tài liệu để anh em nghiên cứu nó kỹ hơn. Về chính sách tốt như vậy, thế thì bây giờ chủ đầu tư có hỗ trợ cho anh em chúng ta những cái gì để chúng ta có thể mạnh mẽ chạy cho tập trung cho số theo đó, thì mình cũng chia sẻ với các bạn nhé. Cái kế hoạch truyền thông cho Singapore số theo lần này sẽ chi khoảng 10 tỷ cho cái kế hoạch truyền thông lần này đó là khẳng định luôn, chi khoảng 10 tỷ. Thì các kênh đều sẽ bao phủ hết, phủ các kênh luôn, từ PR online này cho đến đánh mạnh, mà lần này chúng ta sẽ đánh mạnh được truyền hình luôn, đánh phủ truyền hình luôn nha các bạn ạ. Rồi VOV thì vẫn thường xuyên rồi, banner hay là marketing, frame thang máy hay các event đó. Đây là chúng ta có một kế hoạch truyền thông mà bao phủ hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ cho anh em để anh em tự tin chạy truyền thông cho cái sản phẩm này, bởi vì đã được cái ngân sách ở đây quá lớn, gần 10 tỷ đầu tư cho cái ngân sách chạy truyền thông cho cái sản phẩm này các bạn ạ. Đó, như vậy các bạn là vừa cộng hưởng cái sức của mình chạy ra, vừa được hỗ trợ support truyền thông phủ như thế này, thì nó là một cái lợi thế quá lớn cho anh em. Kế hoạch triển khai marketing cụ thể thì đây, chi tiết thì chúng tôi sẽ chuyển lại cho các bạn đó, để triển khai 10 tỷ mà tôi nói đó, thì đây là những cái kế hoạch chi tiết đấy, từng cái hạng mục để các bạn có bám vào để chạy cùng cái chiến dịch marketing này cho nó hiệu quả trong cái việc bán hàng cho các bạn. Đây vẫn là những cái nội dung, những cái tuyến bài mà marketing sẽ hỗ trợ và sẽ chạy để nó tạo một cái chiến dịch phủ thị trường.